Đây là cây bồ ngót nó cắt đọt ăn nha cả nhà. Thì cây này nó cũng già rồi. Đây, thân nó thì nó già trơn rồi, thấy không? Đó, giờ em sẽ chiết ra, em cắm và em nhân giống nó ra nè. Thì mời cả nhà cùng xem. Cắt bỏ mấy nhánh non non hết. Cắt bỏ hết nha cả nhà. Bỏ hết. Đó. Đấy. Này giờ mình cắt xéo, nó là một cây này có thể là em chia làm hai thôi. Là em cắt xéo lên này. Đó. Là cắt xéo lên là nó được hai nhánh, hai tược. Cây này cũng vậy luôn, tương tự, mình cắt xéo. Đó. Mà được hai đầu. Nên nhớ nhọn nhọn nha, nhọn nhọn thì nó mới bắt dễ ra nha. Cắt cho nó nhọn nhọn vậy nè, nó hai đầu nó nhọn nhọn, mình cắm xuống thì nó sẽ ra rễ. Cái này chìm ba. Đây thành quả em được cắt nãy giờ là được một thao luôn. Nên nhớ nha cả nhà, cắt những đọt già nha. Thì đây là phân cả nhà, phân thì em trộn sẵn rồi, có phân bò với cho cháu. Đấy. Toàn là phân hữu cơ không à. Đây là một cái thùng mút, em sẽ bỏ phân vô đây và em dầm. Dầm nó, dầm cho nó ra rễ rồi mình mới trồng nha cả nhà. Hết trơn rồi cả nhà. Đây. Cái nhọn của nó nè cả nhà, mình dăm xéo xéo vậy nè. Đó. Mình dăm thẳng luôn cũng được nữa. Đó. Mà lưu ý nha cả nhà, dăm là cỡ khoảng bao nhiêu đây thôi nha. Đừng dăm sâu quá nha, sâu quá là không ra rễ nha. Dăm khoảng nhiêu đây thôi. Đó. Chừng lóng mấy tay thôi, đó. Một lóng mấy tay thôi là mình dăm vừa niêm xuống đây. Đó. Ok. Nên nhớ nha cả nhà, đít ra đít, đầu ra đầu nha. Thì đây cả nhà, cuối cùng cũng ghim xong rồi cả nhà. Rất là đều luôn, bây giờ là tưới nước. Tưới ướt đẫm luôn cả nhà. Thì cả nhà ơi, thì cái này đợi khoảng chừng 10 ngày sau thì nó sẽ búng cây con nhỏ lên, nó ra rễ. Mà là cây già già nha, không cả nhà, nó mới ra rễ nha, còn cây non là nó không có ra rễ nha, lưu ý điều đó nha. Đây sau bao nhiêu ngày thì nó cũng ra đọt nè cả nhà, đọt non nè. Lá cũng ra đều hết trơn rồi nè. Thấy không? Cây ra lá, đọt non đều hết trơn nè. Vài bữa nó là đem ra ngoài xuống đất trồng là ok, ngon lành luôn. Đây.